Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể anh em đam mê gà lòi trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video nhé, để giới thiệu cho anh em là một cái mẫu giỏ thường nhà em đang cung cấp ngoài thị trường. Thì ở cái đầu video này cũng giới thiệu luôn cho anh em là nhà em cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện này, cộng với thuốc bổ, thuốc om này, cao tan đoàn, cóc, rồi vitamin, rồi tất cả các thuốc chữa bệnh. Nếu mà anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đang tải lên nhé. Hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo. Thì những cái sản phẩm này thì em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cho anh em qua Zalo để anh em tham khảo nhé, nếu mà anh em chưa xem hết cái video. Còn nếu mà về những cái bệnh của con gà ấy, mà anh em chưa biết ấy, thì anh em có thể là kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn tất cả những bệnh này, rồi về cách nuôi, cách chăm ở trên Zalo nhé, tư vấn miễn phí. Còn vài cái sản phẩm đây thì em cũng giới thiệu sơ qua cho anh em cùng tham khảo nhé. Nhà em thì có 3 màu, một màu xanh này, màu đỏ đen này và màu vàng xanh ở bên trong kia. Thì cũng giới thiệu cho anh em mà loại này là loại đây, tay cầm inox loại to nhé. Cái giỏ xiên tay cầm inox loại to để đảm bảo cho anh em mà rất là chắc chắn anh em tay cầm anh em xách đi xách lại. Thì ở đây nó có một cái que xiên này. Có một cái que xiên thì khi mà anh em mà muốn bỏ con gà vào thì anh em mở ra. Để bên trong này đan rất là đẹp mắt nhá. Đan rất là nét. Hàng này hàng giỏ thường nhưng mà làm cũng là rất là hàng kỹ nhá. Đấy, khi mà anh em cho con gà vào rồi thì anh em lại cắm cái que xiên này vào. Đấy, cắm cái que xiên này vào nhá. Đây, cắm cái que xiên này vào, đấy xách đi xách lại. Thì ở đây là về phần đầu này. Phần đầu cũng làm hở như này để đảm bảo cho anh em mà thời tiết mùa hè anh em xách đi nó cũng thoáng mát nhé. Còn là về đây là về phần đuôi. Đuôi này thì thiết kế cho anh em rất là rộng rãi như này để đảm bảo khi mà nhốt con gà vào thì nó sẽ không bị gãy lông đuôi của anh em. Đan này thì cái loại này thì được đan bằng cáp nhé, kiểu gần như dây cáp điện thoại ấy. Đan rất là dày dặn. Đan rất là dày dặn, hàng kỹ mà. Hàng giỏ thường nhưng mà vẫn là hàng kỹ nhé. Rất là đẹp. Còn ở dưới này thì làm thiết kế cho anh em là một cái đế như này, đế bằng gỗ nhé, để đảm bảo cho anh em mà khi mà mình thả con gà xuống ấy thì nó dãy giụa thì nó sẽ không bao giờ bị đổ. Đây, dãy giụa như này không bao giờ bị đổ thì nó sẽ không dẫn đến được cái tình trạng là con gà của mình nó bị gãy lông. Đấy là về màu xanh nhé. Đây là có cả màu đỏ đen này. Đấy, anh em mà chọn màu nào thì anh em báo thì bên em sẽ gửi cho anh em là đúng cái màu như vậy. Đấy, cũng như vậy nhé. Tay cầm bằng inox loại to nhé, để đảm bảo cho anh em mà nó inox này thì không bao giờ bị hăn gì. Nói chung là những cái sản phẩm phụ kiện này thì anh em mua một lần là sử dụng được rất là nhiều năm. Đấy, trừ khi là anh em thích cái mẫu khác thì anh em có thể đổi thôi, còn cũng không bao giờ hỏng được. Đây, đan rất là đẹp mắt, đan rất là dày dặn như này. Phần đế này, đấy, phần bên trong em sẽ bỏ phần bên trong ra. Đấy, phần bên trong đan cũng rất là kỹ nhá anh em. Thấy nhé, ghim rất là chắc chắn này. Đây, tổng quan thì cũng giới thiệu cho anh em là nhà em có rất là nhiều loại giỏ rẻ nhé. Đấy, giỏ này, giỏ rẻ này, giỏ thường này. Đấy, giỏ hàng cước đẹp, hàng cao cấp này, hàng giỏ mây hun khói này thì nhà em đều có nhé. Và tất cả những phụ kiện khác thì anh em mà quan tâm ấy thì anh em có thể là ấn đăng ký kênh để theo dõi em ở những video trước. Thì em giới thiệu rất là nhiều những sản phẩm rồi. Đấy, em sẽ xiên vào. Khi mà anh em thả con gà và anh em xiên, đấy, xách đi rất là gọn nhẹ như này. Đấy, có cái giỏ này thì phục vụ cho anh em mà mang đi vần, mang đi đá. Tổng quan ba cái mẫu giỏ này thì cũng giới thiệu lại một lần nữa là nhà em cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện này, cộng với thuốc chữa bệnh, thuốc bổ, thuốc om, cam tan đoàn, rồi cóc, rồi nghệ nhé, nghệ đỏ nhà em đều có. Thì anh em có nhu cầu thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em. Còn là bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.